Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Các bạn thân mến, thì hiện tại mình đang có mặt tại xã Tả Phìn của huyện Đồng Văn các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết một nhân vật đặc biệt. Có lẽ là đặc biệt đối với các nơi khác thì cũng là bình thường, nhưng mà tuy nhiên đối với tỉnh Hà Giang ấy, thì đây là cái trường hợp đầu tiên. Đó là thầy giáo mầm non. Đó là một thầy giáo công tác trong ngành giáo dục, và là đó là ngành mầm non các bạn ạ. Đấy. Đây, hiện tại mình đang có mặt tại trường mầm non Tả Phìn nha các bạn nhé. Và mời các bạn cùng theo chân mình tìm hiểu thầy giáo mầm non này như nào nhé các bạn nhé. Đưa tay kia lên đây. Một hai đứa được các bạn nhỉ? Một đứa. Đây là lớp bao nhiêu tuổi? 22. Đây là lớp ghép 3 năm tuổi. À. 3 đến 5 tuổi đúng không? Do thiếu giáo viên nên giáo viên lớp. Ở đây là đa số là 100% các bạn học sinh là người Mông à? 100% là người Mông. À đây. Thế bình thường mình giao tiếp là chắc là cũng phải bằng tiếng Mông một phần chứ đúng không? Ở đây mình dạy học thì dạy song ngữ, tiếng phổ thông kết hợp với tiếng Mông để các con nó hiểu được. Anh là dân tộc gì? Tôi là người dân tộc Giấy. Giấy à? À, thế là bây giờ mình nói được mấy thứ tiếng? Ở đây mình thì có biết là tiếng Mông, tiếng Giấy với tiếng phổ thông. Ba thứ tiếng. Nào các bạn không xô đẩy nhau nào. Thầy giáo duy nhất ở Hà Giang dạy thầy giáo mầm non ấy. Thầy là Lương Đình Vệ. Anh sinh ra ở đâu nhỉ anh nhỉ? Sinh ra và lớn lên ở thị trấn Đồng Văn luôn à? Mình sinh ra và lớn lên ở Đồng Văn. Đồng Văn. Chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ. Coi học sinh như con của mình. Thầy là có mấy cháu rồi? Tôi có 2 cháu rồi. À, 2 cháu à? Đấy. Ok. Ok. À. Nào, từ từ thôi, không xô đẩy nhau nào. Bỏ cái nịt này ra này, cái nịt này cho vào đây là máu không lưu thông được đấy. Nghe chưa, đây này, thấy chưa? Đấy. Bỏ cái nịt này ra nhá, đây này. Cho vào tủy áo đi. Cho nịt vào đây là máu không thông dậy được đấy. Ở đây là các cháu có ở lại trường luôn không anh? Có mà, ở đây họ, các con ở đây là ngủ lại buổi trưa. À buổi trưa, còn chiều là có bố mẹ đón về đúng không? Chiều là 16 giờ mới được đón. À. Giờ lịch mùa đông là 16 giờ 15 thì các phụ huynh bắt đầu mới đón. Ở đây là trường chính còn cũng vất vả, nhưng mà chắc ở trường điểm thì còn vất vả hơn đấy nhỉ? Ở trường điểm thì vất vả hơn nhiều, bởi vì ở trường điểm thì nước không có nên là để rửa tay cho các cháu, rồi phải đi xin đi lấy xa lắm. Thế là ngoài anh là giáo viên mầm non ra thì đa số ở đây toàn các cô giáo, thì bình thường những cái công việc hàng ngày như kiểu là nặng nhọc thì chắc là đến tay mình hết à hay là nào? Cũng chị em cũng hộ nhau thôi, thực ra là đến tay thì cũng không biết là việc nào của ai đâu, thực ra là đây kiểu mình đàn ông ấy đúng không? Thì các chị thi thoảng là mình cũng giúp đỡ các chị nhiều và các chị đôi khi giúp đỡ mình là hộ nhau thôi. Ok. Đấy, chăm lo từng tí một cho các con. Thế anh là trước học ở trường nào? Trước mình học ở trường cao đẳng sư phạm Hà Nội, ở dưới học quốc Việt cơ. Ở Hà Nội. Nên công tác bao nhiêu năm rồi anh? Đi làm năm nay năm thứ 10 rồi. Năm thứ 10, 10 năm. 10 năm gọi là gần dân, gần học trò ở các bản vùng cao. Anh vào đây là làm ở Tả Phìn luôn à?
mới đầu làm là làm ở xã Vân Trải. Vân Trải à, một xã xa đấy nhỉ. Mình chuyển công tác ở đây từ năm 2014. Đây, bà con ở đây thì biết thầy vệ là chắc là ở đi đâu cũng biết hết đúng không? Ở đây thì... gần như là ở xã này biết hết. Ngồi xuống một tí à, chị. Ở đây thì các phụ huynh đều biết cả mà, mình cũng đang đi lâu năm rồi. Đấy là ở đây dân động quý lắm. Tí nữa đến buổi chiều tầm khoảng độ 11 giờ là phụ huynh mang rau về cho giáo viên đấy. Quý là mang đến cho mà. Rồi chị đi vào lớp đi. Đấy. Nào không đẩy nhau xính. Nào hơi ngồi xổm xuống một tí. Đấy, thầy giáo duy nhất tại Hà Giang nhá, là thầy giáo mầm non nhá các bạn nhá. Thầy Lương Đình Vệ hiện tại đang công tác tại trường mầm non Tả Phìn, huyện Đồng Văn. Thầy giáo là một trong những người dân tộc ít người, người giấy ở vùng cao Đồng Văn. Bản thân sinh ra tại Hà Giang thì thầy cũng đã nói được 3 thứ tiếng. Thứ nhất là tiếng phổ thông, tiếng Mông và tiếng giấy. Đa số người dân ở xã Tả Phìn cũng như là huyện Đồng Văn thì gần như trên 90% là người đồng bào dân tộc Mông. Do vậy là con em ở trên này thì đa số là người Mông hết các bạn, nói được tiếng Mông hết. Để dạy cho các con thì thầy giáo thì cũng như các thầy giáo thôi, các thầy cô giáo cũng phải học thứ nhất là thứ tiếng Mông này. Nếu mà mình gọi là nếu mà sinh ra ở Đồng Văn là dân tộc Mông thì là đấy là một lợi thế đúng không nhỉ? Nếu mà không phải thì chắc là phải học rồi. Thế ban đầu thì mình là người giấy thì mình đi học kiểu gì anh? Ở đây thì mình giao tiếp với lại phụ huynh nhiều ấy. À. Thường xuyên đi vận động học sinh, năm nào mới đầu thì cũng không biết nói thôi. Nhưng mà ở đây lâu năm rồi mình cũng đi vào người cũng phụ huynh học sinh để vận động các em ấy. Thì cũng nghe phụ huynh đa số giao tiếp bằng tiếng Mông. Mà mới đầu chưa hiểu thì nhờ trưởng thôn họ dịch cho. À. Hoặc là phụ trách thôn. Sau đấy vài lần thì cũng ghi câu đấy, cơ bản là mình cũng nghe được rồi. À. Bây giờ giao tiếp và nói chuyện cũng... biết được 30%. Ở cái lứa tuổi mầm non này thì đa số các cháu là vẫn còn tiếng phổ thông nó vẫn còn hơi bập bẹ thôi nhỉ. Các cháu thì ở cái lớp độ tuổi 4 tuổi thì mới bắt đầu là biết nói vài từ cơ bản, còn lớp 3 tuổi thì cũng chưa biết mấy đâu. Đa số vẫn là tiếng dân tộc Mông mà. Họ 3 tuổi thì họ là tiếng Mông nhiều. Bởi vì ở nhà phụ huynh không nói tiếng phổ thông ấy, đâm ra là mình đi làm này cũng bất cập lắm. Thời gian thì học sinh là đi lớp thì mình nói tiếng phổ thông nhưng mà cũng giống như của mình học là tiếng Mông ấy. Do mình không được học từ đầu ấy, như học sinh ở đây thì nó biết thì mới bắt đầu ra thì chắc phải vài năm nữa. Bây giờ mình mới nói là trẻ em cũng mới ra lớp này thì cũng khó lắm. Cho nó biết ngay cũng khó. Cả tay thì chắc lên dưới. Con ở thôn nào? Con ở thôn nào? Đấy, không biết. À, con ở thôn nào? Nào bạn riêng ở thôn nào nhỉ? Thôn nào nhỉ? Trả lời chú nhanh. Quay mặt riêng trả lời chú. Con ở thôn nào? Nhà con ở đâu? Hơi ngại ngùng. Hơi rụt rè lứa tuổi này, 4 tuổi. Ở xã Tả Phìn là một trong những xã nội địa của huyện Đồng Văn các bạn ạ. Đây thì 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đây là khu vực quang cảnh của nhà trường các bạn. Ở đây còn toàn núi đâu. Đấy. Ba tuần năm thì con nhau nhẹ, mẹ con nhau thì con lớn bay, cha con bay.
Nào, bây giờ thầy giáo mà dính ra nào. Nào, thầy giáo mà dính ra nào. Nào, thầy giáo mà dính hát thế nào. Hát bài cho con này. Ba người con thì con sao Rồi, mới chút chậm đi. Rồi.